Thưa quý vị, Vương quốc Bỉ không chỉ là trái tim của châu Âu mà còn nổi tiếng bởi những bộ truyện tranh đặc sắc. Và đây cũng là cảm hứng để giới chức Bỉ phát hành mẫu hộ chiếu mới với hình minh họa được lấy từ thế giới truyện tranh. Mẫu hộ chiếu mới sẽ được cấp từ ngày 7 tháng 2 cho công dân Bỉ. Hộ chiếu có 34 trang trong phiên bản thông thường, nhiều hơn 2 trang so với hiện tại. Còn cuốn cho du khách thường xuyên có 66 trang. Điểm nhấn của cuốn hộ chiếu mới là các trang được minh họa bằng những nhân vật trong các tác phẩm truyện tranh nổi tiếng của Bỉ, đại diện cho đất nước, nghệ thuật và văn hóa của quốc gia Tây Âu này. Trang bìa của mẫu hộ chiếu mới là hình tên lửa của Tanh Tanh trong tập truyện tranh Sứ mệnh mặt trăng. Các anh hùng khác của truyện tranh Bỉ lần lượt xuất hiện trên các trang bên trong như Blake và Mortimer, Smurfs, Natasha, Lucky Luke, Spirou và Fantasio. Các hình ảnh hoạt hình cũng chính là một yếu tố giúp bảo mật hộ chiếu, giúp tăng gấp đôi yếu tố bảo mật lên 48, nhằm bảo mật dữ liệu cá nhân và tránh bị làm giả. Hộ chiếu có giá trị trong vòng 7 năm, đối với trẻ vị thành niên là 5 năm. Hộ chiếu Bỉ đứng ở vị trí thứ 5 trong tổng số 90 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Trở lại với tình hình dịch bệnh COVID-19, thưa quý vị, sự xuất hiện của biến thể Omicron có tốc độ lây lan nhanh chóng đang khiến cho số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh. Ngày hôm qua, thì nhiều nước đã tiếp tục thông báo ghi nhận những kỷ lục buồn về số ca mắc mới. Giới chức Hàn Quốc cho biết, nước này đã ghi nhận hơn 16.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó hơn 90% là lây nhiễm trong cộng đồng. Đây cũng là ngày thứ tư liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày cao kỷ lục. Cơ quan y tế cộng đồng cũng dự báo số ca nhiễm mới có thể tăng tới 100.000 ca một ngày trong vòng vài tuần tới. Trong khi đó, Indonesia hôm qua cũng ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái, với hơn 8.000 ca. Indonesia đã chứng kiến sự gia tăng số ca mắc mới kể từ ngày 11 tháng 1 vừa qua sau kỳ nghỉ lễ cuối năm kéo dài, trong khi các cơ quan y tế đang gồng mình ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ và Chile cũng ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất từ trước tới nay, lần lượt hơn 82.000 ca và hơn 24.000 ca trong 24 giờ qua. Chính phủ Chile đã kêu gọi người dân đi tiêm chủng đầy đủ do lo ngại số ca mắc mới có thể còn tiếp tục tăng lên mức 40.000 ca một ngày. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 vẫn ảnh hưởng đáng kể đến việc đón Tết Việt, song kiều bào ở nhiều nơi trên thế giới vẫn chăm chút cho Tết Nguyên đán để con cái không quên nguồn cội. Và tại đảo quốc Singapore, Đại sứ quán Việt Nam, Ban Liên lạc Cộng đồng Người Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam đã phối hợp tổ chức cuộc thi gói bánh trưng xanh nhằm giữ gìn và phát huy nét văn hóa của dân tộc. Cộng đồng người Việt tại Singapore, đủ mọi lứa tuổi, công việc, đang quây quần bên lá rong, thịt lợn, lạt, gạo nếp và đỗ xanh. Nồi luộc bánh chưng, củi lửa và cả bếp kiềng ba chân độc đáo này, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng cho những chiếc bánh chưng xanh ra lò. Năm nay, một cuộc thi gói bánh chưng có 11 đội tham gia, khiến cho không khí ngày xuân thêm rộn ràng, vui tươi, nhộn nhịp, không khác gì ngày 30 Tết nơi quê nhà. Mỗi người một công việc, ai cũng tất bật để cố gắng giành giải trong cuộc thi. Cuộc thi gói bánh chưng, bánh tét là cái hoạt động mà chúng tôi nhằm cái mục đích để mà giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, tôn vinh cái giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam. Cuộc thi gói bánh chưng còn có sự tham gia của các thí sinh đặc biệt như chị Bong Leong Wei, người Malaysia, thành viên hội FPT Asia Pacific, hay anh Adam Winnie, người Ireland có vợ là người Việt. Không khí tại đây rất chào đón, nồng nhiệt, thực sự là một sự chào đón nồng ấm từ đại sứ quán và tất cả mọi người. Tôi rất vui khi được tham gia sự kiện, được học hỏi về văn hóa Việt Nam từ mọi người tại đây. Tôi thực sự rất ấn tượng. Còn với gia đình anh Adam Winnie, đây là một dịp để được đến ngôi nhà của người Việt tại Singapore cùng trải nghiệm hương vị truyền thống. Tôi cảm thấy rất áp lực, nhưng đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi rất thích ăn bánh chưng. Tôi muốn một lần thử gói bánh, và cuộc thi là một cơ hội tốt. Những chiếc bánh chưng này không chỉ là để lưu giữ truyền thống văn hóa của người Việt, mà còn là những món quà động viên cho các em nhỏ tại đây. Thì khi mà nhận được phần quà này thì em cảm thấy là đã có cái hương vị Tết của quê nhà, nó truyền đến trái tim luôn ấy ạ. Chính sự vui tươi, đoàn kết, không khí gia đình
hương vị quê hương đã giúp cho Tết xa mà gần. Đây chính là điều ý nghĩa nhất đối với những người Việt đang sinh sống và làm việc, học tập tại Singapore mỗi dịp Tết đến xuân về.